đây là cái thùng mà mình không biết sao nó có hai ba cây ở trong này rồi. Cây lê này thì là hôm trước mình gieo từ hạt, mình đã nói trước rồi, không nói trong mấy cái video trước, và mình cũng nó cũng chết hết mấy cây, giờ nó cũng còn lại sống lại mấy cây. Thì cây này nó cũng cao lớn rồi nè, cao lớn là lạc lắm từ hạt đó. Bên đây á thì mình cũng nghĩ nó là cây, mình nghĩ nó là cây lựu, không biết sao vô tình quá ha, lê lựu nó lại mọc chung, nghĩ nó là cây lựu á, tại vì mình dòm xung quanh hết rồi, những cây lựu mình gặp ở ngoài đường, ngoài nhà của người ta đó, mình thấy cái này giống hệt rồi, thì cho là cây lựu đi, tại vì ở nhà mấy đứa nhỏ cũng ha ăn lựu á, rồi nó cũng nhả hột tùm lum á, thì có lẽ đây là cây lựu á. Rồi xong nữa mình dòm dưới này nó có một cây nữa nè, đó. Nè cây nữa nè, đó. Đi trong một cái chậu nhỏ xíu à, mà tới ba cây mà toàn là những cây lớn không à, cây mọc lớn không à. Nên mình nghĩ nếu mà nó nằm chung với nhau hết thì không biết làm sao. Đây là cái cây, cái chậu mà hồi đó mình trồng hay sao á, mà nó đi ra khỏi cái rễ xuống cái chậu nhỏ xíu này luôn. Mà trong cái chậu thì cũng có đất, mà có cái cây thôi, rất là tốt luôn. Cây này xanh mướt à, và cũng biết làm gì với nó nữa. Mà cái này rất là nặng nha, rất là nặng, tại vì mình bỏ đất sét á, nặng lắm. Rồi bên thùng bên đây thì lúc trước á là nó mọc một đống đu đủ, hoặc đu đủ mình bỏ vô đó, xong bây giờ nó úng rễ hết trơn, úng rễ chết hết rồi. Thì thấy ở đây còn lại một là một cây cây nhãn. Như vậy thì cái thùng đó mình có thể là cho cây nhãn nó lớn lên luôn, mình không có bứng ra, để nó lớn luôn. Thì xong rồi nó có chỗ để mình để phân á, thì sẽ bón cho cái cây đó. Còn hai cái này cái sẽ giờ cho cái xác con giáp bên kia, để làm kiển chơi luôn nha, để làm kiển chơi. Chứ giờ nếu mà mình bứng lên á thì có thể là nó chết á, nó đang tươi tốt quá mà. À, một nhánh đây nè, một tỉa ra, một tỉa ra luôn ha. Hai cây riêng biệt, look at this. Hai cây, mình tưởng nó là một cây nhưng thực ra là hai cây đó, hai cây ha, sao chung với nhau vậy luôn ha. Thôi bây giờ vậy mình bứng ra một cây ha, mình chừa một cây thôi ha, mình bứng cây này ra ha. Trời ơi, nhà mình thiệt kịch á, nó thấy chưa, có rễ viên một cây luôn á, nè, đó. Vậy là cây này có thể là bị chết á, tại vì mình bứng ra rồi chắc nó chết á. Ok. Bây giờ nó chỉ còn có một cây thôi, là một gốc mạnh nè, đó. Mình để đây đi ha, mình tiếp tục để đây đi. Rồi mình bón phân cho nó đi. Đó, cái lựu. Nhà thì tụi nó ăn lựu rất là ngọt. Hôm trước cũng định mua, nhưng mà nghĩ là nhà mình cũng có cây này rồi, cho nên mình không mua thôi, chứ mua ngoài bên này á, cây nó lớn sẵn rồi, một năm hai năm là có trái rồi. Lại ngọt á, ngon lắm. Thế là nó có thể là mình xay ra để mình làm nước juice uống. Ôi, đẹp quá. Ok. Thôi bây giờ mình sẽ dời cái vòng này đi chỗ khác ha. Rồi cái đó thì cũng dời luôn, cho cái khu này nó sạch sẽ. Ok. Bye bye.